Xong rồi, em xin chào các bác. Em lên sóng phụ các bác con máy rửa bát Panasonic TM1, cái dòng máy ngon bổ rẻ lành bền. Giá rẻ. Cái chiếc này em báo giá luôn, em bán là 2 triệu rưỡi nhé, bảo hành 1 năm. Bác nào đang muốn dùng máy rửa bát mà muốn cái kinh tế vừa phải thì các bác cứ mua chiếc này ạ. Em đảm bảo chất lượng tốt, lành bền. Đây là cái đời đầu tiên của cái dòng TM Panasonic, nó mua lại của National đấy. Năm sản xuất 2008. 2008 nhưng mà bên Nhật thì họ chỉ dùng khoảng đôi năm thôi, cho nên là họ vứt bãi đến tận bây giờ thì về Việt Nam mình các bác nhá, chứ không phải là họ dùng từ 2008 đến tận 2024 đâu ạ. Cho nên là các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng và máy móc bên trong nhá. Nhiều con 2008 ở bên trong ruột còn như mới luôn ấy. Vì là họ không dùng nhiều, bên Nhật họ chỉ dùng khoảng đôi năm, mà khi mà cái nội thất bên trong bẩn là họ thay thôi. Máy móc lưng tôn thành vách nó thì còn khá là đẹp, rẻ. Các chức năng hẹn giờ với các thứ, rồi rửa các chế độ tiêu chuẩn, nước nóng 80 độ sấy riêng biệt. Đặc biệt là con này nội thất bên trong còn rất là mới các bạn này. Đây. Nội thất con này nhá, nếu mà nói về nhiều con máy đắt tiền còn không mới bằng luôn. Nhựa này các bạn nhìn gần như là chưa dùng luôn nhá. Đây này, các cái giá của nó quá mới luôn. Đây, khoang bên trong này, máy xò nhìn như mới tinh các bạn này. Đấy. Cho nên là riêng máy bãi này thì không quan trọng về năm sản xuất. Đấy. Không phải cứ con nào năm sản xuất thấp là xấu đâu ạ. Đây, con này nó nói thật với các bác còn đẹp hơn nhiều con đời TM8 và 9 luôn. Đấy. Thay phun khoang ruột được đi các bác, như mới nhá. Răng chỉ bọn này thì kể cả có 50 năm thì các bác cũng không bao giờ hỏng nhá. Đấy, không bao giờ hỏng được cái răng. Hay bột rửa hay ra cái thứ con này quá đẹp. Mà giá lại rẻ. Đấy. Bác nào kinh tế vừa phải thì mình cứ mua con này cho em ạ. Em bảo hành 1 năm tất cả các hạng mục luôn. Đấy, bác nào thích bảo hành 3 năm thêm 500.000 bảo hành tận 3 năm. Giá 2 triệu rưỡi bảo hành 1 năm nha các bác nhé. Chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Biến áp thì là 500.000, phí vận chuyển 150.000.